kính chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì mình cũng tiếp tục về tiếp cái thùng hàng của shop Rubik nè, Victor Google nè. Cái shop này chắc mai mốt là phải trả tiền cho mình quá, tại vì mình mua cái shop này rất là nhiều luôn và mình quảng cáo cái shop này rất là nhiều luôn nè. Đó, nếu mà cái shop này mà coi được á là phải ưu ái cho mình những cái lần sau mình mua đó. Đó, lần này không mua cái thùng hàng bự chà bá luôn nè. Đó là những em mà xịn sò không luôn á, những em mà đặc biệt luôn á, giờ mình khui ra mình giữ bí mật cho các bạn nha. Là coi những con gì nha. Đó, đợt này là con tặng là con xịn sò không á. Đó, nhá hàng sơ sơ cho các bạn thấy. Đó, nhá hàng sơ sơ cho các bạn coi thôi đó. Đó, rồi bỏ qua một bên, từ từ giới thiệu cho các bạn. Đây đầu tiên, đó mình mua tới hai cái tham luôn. Đó, để mở ra kiểm tra coi. Đó, tại vì mình nghe nói cái tham này là đang hết hàng hay sao á, các bạn tìm không thấy á, nên mình lật đật mình mua hai cái luôn. Đó, rồi đây là mình biết rồi, cái này là cái mà bắt vô cái thảm á. Đó, đây nó đây. Đó, rút ra. Rút kinh nghiệm mà bước trước không biết phải mở con ốc này ra, còn giờ cái này chỉ cần rút ra thôi. Đó, đây mở lên. Đó, đồng hồ nó nhảy nè. Đó, để tay lên coi. Đó, ta sướng. Đó, thấy không, sướng sướng sướng. Rồi, rồi bỏ vô, để qua một bên đi, tí nó bỏ vô kiểm tra coi phải cái tham không thôi, chứ không có test nhiều. Rồi đúng rồi, rút nó ra này nè, có các bạn nè. Đó bây giờ nè, đó, có kinh nghiệm hơn trước rồi. Đó, mở lên đổi cái tay lên coi. Đó, reset lại một cái, tắt nguồn cái coi. Đó, con này tắt nguồn chưa? Chưa tắt nguồn, reset lại tắt nguồn. Rồi bỏ qua một bên để còn giới thiệu mấy em khác nữa. Rồi bỏ nó qua một bên để còn giới thiệu mấy em khác cho các bạn nữa chứ. Đó, cho nó qua một bên đi. Đây đó, em The God. Đó, các bạn yêu cầu bây giờ mình đi mình săn The God nhiều lắm, từ màu này màu kia, nói chung là màu gì mình cũng quất hết á. Đó, ui à, cái đế đặng. Đó, màu bạc các bạn thấy không, này trói nắng quá. Đây đó, The God. The God của shop Little Google nè, nó màu bạc nè. Đó, quay ra tới đây, quay cái này. Đó, The God. Rồi bỏ qua một bên. Tiếp. Tan tan tan. Đó, các bạn biết em này em gì không? Nhìn cái hộp đón ra là em gì không? Đó, nó không có ghi cái gì hết luôn, nó chỉ ghi ganh của bi thôi. Đó, đây. Tan tan tan. Đó, đây là được cái tặng một cái thẻ gì đây. À, cái thẻ phối hợp. Mở ra coi coi trong đây nó có cái gì. Con gan này là con gan 356 em, nhưng mà hình như cái bản này là cái bản thường hay sao á, thấy nó không có bộ ốc không các bạn. Còn cái bản mà có bộ ốc là cái bản mắc hơn không. Ở trong đây nó không có gì hết, thì nè nó chỉ có cuốn sách, có cái tấm vải nhung này thôi nè, đó với lại cái tờ giấy này thôi, không có thấy ốc dít, không có thấy đồ chỉnh gì luôn đó. Vậy là chắc cái này là cái bản thường rồi nè. Tại vì mình nghe nói là cái bản mà nó mắc hơn á là nó có thêm bộ ốc hay là gì nữa đó. Đó mà mấy cái bộ ốc đó nhà mình dư quá trời dư luôn. Đó, rồi cho nó học qua một bên. Đó, đây là cái con 356 lần đầu tiên mình mua luôn á. Trước mình mua XS hay là mình mua cái 11 rồi gì, thậm chí là mình mua con 356 mà cái bản mà Tết đó, cái bản đỏ đỏ đó, bản gì đó, Infinity gì đó.
giờ mà để khui khui cái con này ra coi coi 356 bản thường nó như thế nào. 500 đã. Nói chung là mình mua mấy con này mình thấy đẹp với là mình chơi vậy thôi, chứ mình không có cảm nhận được là nó ngon hay là làm sao luôn á. Thì mình thấy ngon ngon vậy thôi, tại vì mình không có chơi tốc độ nhiều, thậm chí là mình không có tập luyện luôn á. Mình chơi là mình chơi toàn mấy con bèo bèo mấy chục cao, tầm lâu lâu buồn buồn cầm chơi thôi chứ không có nhiều á. Thậm chí súp của mình là mình mà có tốc độ mà mình có tập luyện lên cỡ nào lắm luôn á là cũng ở chứ súp 45 là cùng à, còn không là ngoài một khúc luôn á. Đó, chủ yếu là mua là review, tại vì các bạn mình nhớ là có mấy bạn nói là anh ơi mua cái con gan 356 em mà đi đó đó, mà với lại một phần mình cũng chưa có con này nữa nên mình mua luôn đó, mua cho đủ bộ luôn đó, chứ gan gì cũng có rồi, 354 cũng rồi, có rồi XS rồi này kia các thứ cái gì cũng có rồi, mà chưa có con gan 356 em này. Thậm chí có con gan 356 em cái bản mà bản màu đỏ đỏ luôn rồi á, mà chưa có cái con này đó, giờ mua luôn. Rồi ở quan bên đây tới em cuối cùng, em cuối cùng là các bạn bất ngờ luôn, tèn 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 đó, các bạn thấy không, còn nguyên siêu luôn nha, nè chưa lột luôn nè đó. Không, cái này là con không phải là con hôm bữa nha, con này là mình thấy ngon quá mà đã quá mình mua thêm luôn đó. Bây giờ nè, nè bây giờ giặt siêu cho các bạn luôn nè đó. Thấy shop Little Google bán cái giá đã quá mà mình thấy cũng ngon ngon. Hồi trước á mình cũng không có thích con này mấy nữa mà thấy các bạn cứ kêu mình ấy hoài á đó, mình cũng mua thử luôn. Nói chung ra là mình chơi mình cũng chả thấy là ngon hay không ngon nữa, nhưng mà thích là mua thôi, thấy thích thích giờ mua tiếp, có thể là đợt sau mình mua thêm vài con nữa đó. Không khui tại chỗ cho các bạn luôn nè đó, không đó mấy giấy nè đó đó coi. Mà mình cũng không có phân biệt được cái con gan 11 đồ này là bản gì nữa, tại vì mình nghe nói là có 3-4 bản, bản UV, bản tùm lum tùm la gì đó. Còn cái bản này nó chỉ là 11 em rồ thôi à, nó là không biết là bản này bản gì nữa. Đó. Đây. Đó, cũng có cái thẻ của nó nữa nè. Đó. Rồi, đó cái mã code nữa nè, đó. Rồi bộ phụ kiện thì cũng giống như đợt trước thôi, đó. Đó, mình đó mình cũng biết rồi, thì cũng túi nhung nè, dòm ba cái sách nè, với lại cái bộ 500 đó, 500 với cái ốc chỉnh đó, y như là những cái con trước thôi đó. Giờ cất nó vô đi. Sao giờ bỏ vô nó lại ấy hơn ta. Biết về khỏi tháo ra. Rồi bỏ nó vô hộp. Đây, em ở đây đó. Nhìn cái hộp này màu bạc mà bóng bóng bẩy, mà nhìn nó cứng hơn là cái hộp này nhiều luôn không? Hàng xịn, hàng giá cao nó có khác. Đây, tính em ở đây. Đó. Ôi ôi. Mà không biết là cái hộp này là cái màu mình nhớ là cái hộp này nè, nó có mấy cái màu đẹp đẹp lắm mà ta, sao cái mua con nào cũng toàn là màu trắng không vậy ta, mua toàn là cái hộp màu trắng không à. À khoái, mình khoái khoái cái hộp này nè, bấm đã không các bạn. Ngồi buồn buồn á, bây giờ khỏi cần chơi luôn cũng được, nó cầm bấm chơi vậy thôi cũng vui nữa. Đây đó, em nó đây đó. Ủa sao thấy nhẹ vậy ta. Đâu rồi? À nè, đúng rồi, cái 500 cái này nè. Cái này là 500 không các bạn? Là mình để chỉnh ái nhẹ. Có mấy bạn kêu là ủa rồi vậy mình thay 500 mình thay làm sao? Không lẽ mình tháo cái này ra hả? Mình tháo cái này ra để mình gắn cái 500 vô hết ta. Cái này chắc mà để mình phải coi lại review của mấy cái kinh khác á. Nó thay 500 hay là gì thôi, chứ mình chỉ biết mình mua mình giới thiệu cho các bạn thôi, thích với lại mình thích mình mua thôi. Thấy nó đẹp đẹp mà đã mua thôi. Các bạn nào mà dân chuyên nghiệp á, dân rồ á, dân mà chơi dữ á, vô thấy cái kêu của mình á, đừng có chê mình nha, tại vì mình chứ là mình mua mình sưu tầm thôi, mình thích vậy thôi, chứ mình thậm chí bây giờ mình còn chưa biết bung cái con này ra để mình thay 500 hay như thế nào nữa, tại vì thấy đẹp đẹp thích rồi mua thôi. Tại các bạn xúi mình á, trước mình đâu có thích con này đâu, các bạn cứ kêu anh ơi mua đi á, giờ mình mua luôn đó, giờ bị ghiền luôn đó nè đó.
chắc phải làm thêm vài con nữa quá. Đó, đó, rồi đó, đợt này đó mua thấy không, đó là cũng khẩm tiền rồi thấy không, hai cái tham nè, đó cho nó nằm đứng vậy đi, đó con gan nè, cho con gan 356 em nè, đó không, cái này được tặng bỏ qua bên, con đời gót nữa nè, đó không, mua xương xương như vậy thôi mà cũng khẩm tiền à, đó rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ là phải like cho nhiều nha, coi là phải like cho nhiều và chia sẻ rộng rãi lên để cho nhiều người khác biết tới cái kênh của mình và coi cho mình, có kênh mình nó phát triển mạnh mạnh lên nha. Rồi đó, cảm ơn các bạn xem video nhiều nha, rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, bye bye, chào tạm biệt.